chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong bản tin sáng nay, như thường lệ sẽ là một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Huyện đoàn Trùng Khánh vừa tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 trên khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm, các cơ sở đoàn huyện Trung Khánh đã tặng 91 xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20 triệu đồng, tặng 20 xuất quà cho các gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng, kết nạp 381 đoàn viên mới, kết nạp 54 đoàn viên ưu tú vào đảng, hiến 276 đơn vị máu, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động di rời 7 chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở trong mới 40.000 cây xanh tham gia thực hiện hàng nghìn chương trình an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhân dịp này huyện đoàn trùng khánh được tặng bằng khen của trung ương đoàn tỉnh đoàn tặng bằng khen cho ba tập thể và hai cá nhân tỉnh đoàn tặng bằng khen cho ba tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 ngày 3 tháng 1 huyện Đoàn Bảo Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 trên các nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, các cấp đoàn hội trong huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, các hoạt động tình nguyện được tổ chức rộng khắp sôi nổi, phối hợp vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện được 340 đơn vị máu, tu sửa phát quang đường giao thông nông thôn được 46,5 km, đổ mới đường bê tông nông thôn được 1,5 km, lắp đặt 200 đèn năng lượng mặt trời, trồng mới trên 50.000 cây xanh phối hợp trao tặng trên 1.264 xuất quà với tổng giá trị trên 800 triệu đồng. Xây dựng 5 phòng học, một nhà bếp và 4 nhà vệ sinh, sân trường với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại hạn chế, nêu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và thống nhất với 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn năm 2024 đề ra. Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng bằng khen của tỉnh đoàn cho 3 tập thể, một cá nhân, huyện đoàn khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Với việc huy động lồng ghép nhiều nguồn vốn, năm 2023, ngành giao thông vận tải tỉnh đã cứng hóa được 380 km đường huyện đường xã, nâng tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện xã được bê tông hóa nhựa hóa lên 81,5%. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có khoảng 6.749 km đường bộ, trong đó có 714,36 km đường quốc lộ, 1.034,84 km đường tỉnh, 1.491,1 km đường huyện và 3.508,9 km đường xã. Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền quản lý 5 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 594 km, gồm các tuyến quốc lộ 34, 34B, 4A, 4C và đường Hồ Chí Minh, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 12 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 291,8 km. Đến hết năm 2023, tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường đạt 81,5%, tương ứng hoàn thành 380 trên 384,5 km, đạt 98,8% so với kế hoạch. Có 159 trên 161 xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã, được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ 98,8%, đạt 100% so với kế hoạch năm. Năm 2024, ngành giao thông vận tải phấn đấu tăng tỷ lệ chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường lên 83%. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa, phấn đấu đạt 99,4%. Duy trì khả năng khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình, đảm bảo giao thông thông suốt. Năm 2023, công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ thực hiện đáp ứng yêu cầu của nhân dân, số lượt kiểm định phương tiện tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong năm trung tâm đã đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 11.01S trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đã kiểm định 23.485 lượt phương tiện, tăng 6.020 lượt, tương đương tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước trong đó có 15.954 lượt đạt tiêu chuẩn, tăng 962 lượt, tương đương tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và 7.531 lượt không đạt. Thu phí vào chỉ đường bộ được 40,237 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng, tương đương tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Các phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn chủ yếu liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống lái, khung, ghế, thân vỏ, hệ thống điện, đèn. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục quán triệt cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tuyên truyền cho người dân, chủ phương tiện khi đi kiểm định không sử dụng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng và hết kiểm định an toàn kỹ thuật, kiên quyết từ chối kiểm định các xe cơi nới thùng hàng. Trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương Lịch, toàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng thu hút trên 46.538 lượt khách du lịch đến Cao Bằng, tăng đột biến với 221% so với cùng kỳ năm 2023. Điểm nhấn của 3 ngày nghỉ là tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024, chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại thành phố Cao Bằng, trình diễn dân vũ thể thao, vũ điệu miền non nước, tổ chức thi đấu giao lưu lại cỏ và các trò chơi dân gian truyền thống tại phố đi bộ Kim Đồng, tổ chức triển lãm chuyên đề, xây dựng các điểm check-in tại các khu điểm du lịch. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn thực phẩm, trật tự an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường hoạt động du lịch, các khu điểm du lịch diễn ra sôi nổi hấp dẫn, thân thiện, thu hút lượng khách tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 532 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ. Khách nội địa đạt 46.006 lượt, tăng 229% so với cùng kỳ. Tổng khách du lịch lưu trú 17.058 lượt, bao gồm khu di tích quốc gia đặc biệt Pháp Bó có 4.714 lượt, khu du lịch Thác Bản Dốc 7.122 lượt, điểm du lịch động ngầm ngao 3.690 lượt. Tổng thu du lịch đạt 33,1 tỷ đồng, tăng 168% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 72,8%. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến với tỉnh Cao Bằng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, huyện Hà Quảng. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu công tác quản lý an toàn thực phẩm phải được tiếp cận liên ngành, từ sớm, từ xa, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người tiêu dùng. Hôm qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu công tác quản lý an toàn thực phẩm phải được tiếp cận liên ngành, từ sớm từ xa, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người tiêu dùng thông thái. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục ra soát tổng kết việc thực hiện luật an toàn thực phẩm năm 2010, các chiến lược quy hoạch kế hoạch chương trình hành động về an toàn thực phẩm, cập nhật thực tiễn, phương pháp, mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường điều kiện, nguồn lực thực thi về bộ máy tổ chức, phương tiện kỹ thuật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần đổi mới phương thức, hình thức truyền thông đa dạng thường xuyên, qua đó thay đổi nhận thức của các cấp ngành, nhất là cơ sở, người dân về kiến thức an toàn thực phẩm, cũng như có các đợt cao điểm vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng. Mỗi bộ ngành tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, phát huy tinh thần tự chịu trách nhiệm, tập trung thanh tra kiểm tra những lĩnh vực gây ảnh hưởng tác động lớn tới sức khỏe con người, chủ động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếp cận hài hòa với quốc tế. Năm 2023, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Công tác thanh tra kiểm tra được triển khai theo hướng tập trung vào những vụ việc cụ thể, hạn chế dàn trải. Toàn ngành y tế kiểm tra hơn 382.000 cơ sở, phát hiện 34.500 cơ sở vi phạm, trong đó hơn 12.000 cơ sở bị phạt khoảng 44,4 tỷ đồng ngành nông nghiệp thanh tra hơn 19.300 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử phạt hành chính hơn 1.600 cơ sở với hơn 14,4 tỷ đồng. Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7. Kế hoạch được phê duyệt theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện Tại đầu cực máy phát và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024 là 109,183 tỷ kWh. Bộ Công Thương đề nghị các tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức cá nhân có liên quan quán triệt thực hiện nghiêm có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024. Cụ thể EVN có trách nhiệm công bố kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024, bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng. Trước ngày 15 tháng 3 năm 2024, EVN có trách nhiệm cập nhật báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch đảm bảo điện cho hệ thống điện quốc gia, bao gồm cả kế hoạch chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. Đặc biệt là miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 với các kịch bản nhằm kiểm soát ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, có sự phòng đảm bảo ứng phó với các tình huống cực đoan, sự cố khó khăn xếp chồng. Chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tăng cường công tác chỉ đạo điều hành quản lý việc bảo dưỡng các tổ máy phát điện, khắc phục kịp thời sự cố tổ máy phát điện, đảm bảo vận hành an toàn liên tục, có chiến lược trao giá phù hợp với quy định, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các cam kết, tiêu thụ nhiên liệu và thu hồi đủ quyền của Việt Nam trong các cam kết nhiên liệu. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 2 tới đây. Đối tượng áp dụng không những đối với các cơ quan trực thuộc ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng mà còn áp dụng đối với cả các tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức hoạt động thông tin tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, không phải là ngân hàng, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Thông tư nêu rõ mục đích kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng nhằm xem xét đánh giá thông tin, số liệu, tình hình chấp hành chính chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của đối tượng kiểm tra để đảm bảo đầy đủ chính xác tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh việc ghi nhận số ca mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tính tăng trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cũng ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 tăng nhẹ trong tháng 12 vừa qua. Song song với sự gia tăng số ca bệnh, Thế giới cũng đã ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là ZN.1 đang dần phổ biến ở nhiều nước với tính lây truyền cao hơn. Dù xuất hiện biến thể mới nhưng may mắn là hiện nay vẫn chưa có bằng chứng về sự tăng nặng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng của biến thể phụ này so với các biến thể trước đó. Vaccine phòng COVID-19 xét nghiệm phát hiện và thuốc điều trị COVID-19 được dự đoán là vẫn có hiệu quả đối với biến thể mới jn 1 Điều này cho thấy virus SARS-CoV-2 vẫn đang không ngừng biến đổi và có thể thay đổi đặc tính về lây truyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh, tác dụng của vaccine, thuốc điều trị cũng như xét nghiệm chẩn đoán đối với virus. Thời gian cuối năm cũng là lúc nhu cầu mua bán gia cầm tăng cao hơn so với bình thường, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cúm AH5N1 ở người. Cuối tháng 11 năm 2023, tại Campuchia đã ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh cúm AH5N1, nâng tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm đến nay là 6 ca, trong đó có 4 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ gia tăng vào dịp cuối năm, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đối với phòng ngừa các bệnh viêm hô hấp, chủ động đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, xúc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt mũi miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng. Tình quốc tế, cơ quan dịch vụ y tế của thủ đô Jakarta, Indonesia thông báo triển khai việc tiêm phòng COVID-19 trả phí bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, việc tiêm phòng COVID-19 trở thành một chương trình thường lệ trên khắp nước này. Theo thông báo, người dân phải trả phí tiêm cho tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhóm người lớn tuổi và có nguy cơ cao vẫn sẽ được tiêm vaccine miễn phí. Những người không đáp ứng tiêu chí của các nhóm dễ bị tổn thương sẽ phải trả tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện chưa có mức giá cụ thể đối với từng loại vaccine COVID-19 vì đang đợi thông tin từ Bộ Y tế Indonesia. Tính đến cuối năm 2023, việc tiêm phòng vaccine COVID-19 vẫn miễn phí cho người dân Indonesia và sẵn có tại các trung tâm cấp quận ở Jakarta. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, chính quyền thành phố kêu gọi người dân hoàn thành việc tiêm chủng, đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe để tránh các ca lây nhiễm, đặc biệt trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ kéo dài. Dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, số ca mắc COVID-19 ở Indonesia đã tăng 255% trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023. Indonesia là một trong 36 quốc gia trên thế giới liên tục báo cáo các trường hợp mới nhập viện do COVID-19. Theo các chuyên gia, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 hiện nay là do một số yếu tố, cụ thể là sự suy giảm khả năng miễn dịch của cộng đồng nói chung, tình hình tiêm chủng và hoạt động đi lại di chuyển nhiều của người dân vào dịp cuối năm. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!